Hay qua máy lạnh thôi Linh. Ê, lát gỡ máy dây này ra nè. Trời trời trời, xích vô cái gì vậy? Đây để ở ngoài đây. À đúng rồi. Kéo này ra tính có lực đồ. À, đúng vậy mà mở con tán không ra. Ê chỉ ra. Để ở mẹ. Ừ, một tay cũng ra nữa. Đó, thấy chưa? Giống cái kìm rồi. Dặn cái gì vô trời mớp mẹ ra cái tán à. Ông này cũng vậy luôn. Một mã 40 nè. À, 5.3 nè, cái số quan trọng lắm nè. 5.3 là hiệu quả năng lượng á. 5.3. Ok. Chạy hai chiều nóng lạnh ha. Hay nữa.